Hôm nay mày nói là tụi tao với tao sang, có đây truyền vàng sẽ cổ đôi bao sáng. Quá nhiều bài nhạc đang chờ đợi tôi release, sao thác và những thứ mình sẽ làm mày thỏa đáng. Hôm nay mày nói là tụi tao với tao sang, có đây truyền vàng sẽ cổ đôi bao sáng. Quá nhiều bài nhạc đang chờ đợi tôi release, sao thác và những thứ mình sẽ làm mày thỏa đáng. Tao bước đi vào show, yeah yeah, giống như xe lửa với cái xăng thì mình thấy nó bùng cháy, không biết đây là đâu, yeah. Nếu như là tết thì mày đấy nó mùng mấy, tụi nó đi chào tao, yeah yeah. Cho đôi fancy và người đó là homie của tao đấy, tụi nó vào đâu, yeah. Đó là thói quen mà từ ngày tao đang thấy. Tao muốn có tên trên quý kỳ, tao muốn được rap beat nghe trên TV. Tụi nó cho thật lý và xin ra bạch tiếp, một thứ tao cần thiết cho nó easy. Yeah, tiếp thêm nhiều khách quý, yeah, có thêm sự chú ý, yeah, kiếm tiền và nhát quý, yeah, tết này sẽ phú quý, yeah. Bàn thắng mà tao ghi, đó là chắc sáng mà mỗi tối tao suy nghĩ, yeah. Chiến đấu cho homie, đó là lối sống mà tao đối với chiến kỷ. Hold up, look at my vibe, yeah, uống cho tới khi mình sầu hai, yeah. Những gì tao rap và câu sai và từng bước tao chiến đấu để được có cái trong gai, yeah. Tất cả mọi thứ mà tao có là từ đầu, ý chí nhiệt huyết mà tao có là từ lâu. Đã mấy bóp của tụi tao trong máu, cho tao con biết và tao bay như diều hâu. Homie tao sống như là vua, thấy tụi nó nói cứ bình thản với mọi thứ vì không phải khiến thân cấp như chạy đua. Homie của mày như công chúa, thấy anh em tao sẽ không múa, muốn chơi với tao thì cứ búa. Như cho đi đen, xung quanh là vàng, kiếm thêm tiền tươi như anh nông dân của một lúa. Lẽ như superstar, anh em tao dừng chơi nạp bè cho u. Quay y như radar, mấy tắc in the game đã shit. Như tao muốn giống như là tao, ey, muốn ơn hình mày lên mặt báo, yeah. Mấy cái thứ đó thì tao lao bởi vì khi lên càng cao đến càng cao mày giống như là thằng gáo. Tao không thích đâu mày đừng có nói là mày muốn đi cùng. Bước lên một bước và sẽ mãi bị suy lùn. Cứ ở the round vị trí của tụi tao là đường thoải mái, là đường chi nhật pháp. Cho đến khi nào tao cảm thấy mình điên cùng, chơi cả gang không đầu hàng. Đôi khi nhạc tao lên đầu quảng, bắn là brand như đầu đạn. Bay thật xa mà không đầu cãi là chơi cả gang không đầu hàng. Đôi khi nhạc tao lên đầu quảng, bắn là brand như đầu đạn. Bay thật xa mà không đầu cãi, gang gang. Hôm nay mày nói ra tụi tao phải thật sang, tụi tao bực sáng, gõ hết mọi thứ vào trong